Vâng, và xin chào bạn, chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và video ngày hôm nay lại là video bắt đầu, đó chính là 5 phút học Toefl của mình ha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lá The Emperor. The Emperor, ok. Thì lá The Emperor này nó có những cái gì hay và thú vị, và nó sẽ ẩn chứa những cái tầng nghĩa như thế nào, thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu các bạn ha. Vậy thì các bạn đã sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi. Audio Jungle. Audio Jungle. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ đi miêu tả sơ về lá bài của chúng ta ha. Thì các bạn để ý hình The Emperor thì sao, bạn có một cái vị vua sẽ ngồi trên một chiếc ngai bằng đá, đúng không? Thì các bạn biết rồi đó, thì The Empress ở video trước thì mình đã hướng dẫn, thì mình cái năng lượng của The Empress nó sẽ mang tính nữ. Và ngược lại thì The Emperor sự nghiêm túc hơn, nhìn có vẻ như là quyền quý hơn và nhìn có vẻ như là nghiêm túc hơn, thì họ sẽ mang tính nam bạn ha. Và không biết là bạn có để ý hay không, nhưng đằng sau lá The Emperor ngay cái góc này nè, đây, ngay cái góc này nè, thì chúng ta sẽ thấy là có một cái dòng sông đang chảy ở đây, đúng không? Thì cái dòng sông thì nó sẽ mang tính chất gì bạn? Dòng sông là nước, đúng không? Mà nước sẽ mang tính chất là cảm xúc. Mà bạn thấy trong hình ảnh này nè, cái dòng sông nó rất là nhỏ, cho nên là một số người nói là The Emperor nó sẽ mang tính chất là kiểu như là cái sự gì đó là áp lực nè, quy đặc nè, quy củ nè, và thể hiện cho cái sự nghiêm khắc. Nhưng mà thật ra không phải, ông ấy vẫn có cảm xúc, chỉ là cảm xúc nó bị đè nén. Bởi vì sao? Tại vì là một người, bạn cứ tưởng tượng giống như là người cha của chúng ta ở nhà, thì ok, rất là yêu thương chúng ta, nhưng mà không đến nào mà nói ra bằng miệng được, mà chỉ là những cái hành động âm thầm sau lưng thôi. Cho nên là cái dòng suối này chảy sau lưng để Emperor nó cũng mang tính chất cái điều đó bạn ha. Có nghĩa là chúng ta phải kìm nén cái cảm xúc để thể hiện cái sự tôn quý, thể hiện cái sự nghiêm khắc của bản thân á. Đó là sơ qua về mô tả của lá bài ha. Thì đây chúng ta cũng có thể thấy là ok, ở trên cái đá thì sẽ chạm chỗ về một chút xíu về một con cừu, thì sẽ đại diện cho cung Bạch Dương, và tay ông ta đang cầm quyền trượng để tôn vinh lên cái sự quyền lực ở trong cái làm vua trong cái vương quốc của ông ta, đúng không? Đấy, thì sơ qua chút xíu về hình ảnh thì chúng ta đã hiểu rõ được như vậy bạn ha. Nói thêm một chút xíu về hình ảnh mô tả của lá The Emperor đi, thì các bạn thấy hình ảnh nó sao bạn? Nó toàn là đá thôi, nó khá là khô, khá là cứng, và nó khá là mang tính chất của sự khô khan, đúng không? Nhưng mà nhìn xa thêm á, các bạn có thể để ý lại chúng ta có hai cái quả núi ở đằng xa nè. Đấy, hai quả núi thì sao bạn? Nó rất là vững, đúng không? Mà đá mà vững nó thể hiện cho cái sự gì? Cái sự cứng nhắc, và đôi khi nó thể hiện cho cái sự gì đó mang tính chất là quyền lực nè, cao nè, quyền quý nè, và đôi khi nó cũng sẽ mang tính chất hơi cổ hủ một chút xíu các bạn ha. Thì bonus thêm một chút xíu về vấn đề hình ảnh về lá bài này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào ý nghĩa ha. Xét về ý nghĩa và keyword của lá The Emperor thì các bạn có thể thấy, nhìn vào hình và lúc nãy chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu rồi, thì bạn có thể để ý và đúc kết ra được những cái keyword như sau, như đó chính là sự kiêu hãnh nè, sự nóng giận nè, sự trật tự nè, sự nghiêm túc nè, sự vững vàng, nghiêm khắc, và đôi khi nó sẽ mang tính chất của sự hơi tự phụ một chút xíu nữa ha. Đó là về keyword. Vậy thì với cái lá bài này mà nếu mà chúng ta bóc vào trong công việc sắp tới thì như thế nào bạn? Thì The Emperor thì bạn biết rồi đó, một người rất là cao, mình cầm gậy ngược rồi, thì The Emperor sẽ mang tính chất là một người rất là cao quý, một cái người mà có kinh nghiệm ở trong cái vương quốc của ông ta, đúng không? Như vậy thì có thể The Emperor nó mang tính chất là có thể là sắp tới bạn sẽ gặp được một người có rất là nhiều kinh nghiệm, sẽ đứng ra hướng dẫn và chỉ bảo cho bạn. Nhưng đây là một cái nữa, đó chính là cái tính của The Emperor thì bạn biết là họ rất là nóng, và họ mang tính chất là hơi nghiêm khắc, cho nên có thể là cái sự mà hướng dẫn người ta, đôi khi người ta sẽ la bạn, người ta sẽ mắng, hoặc là có thể là một người sếp, nhưng mà đằng sau đó nó sẽ chứa một cái gì đó mong muốn chúng ta tốt hơn, đúng không? Có nghĩa là The Emperor, ok, bạn sẽ thấy là một người đến chửi bạn, mắng bạn, nói chuyện lớn với bạn, nóng giận với bạn, thái độ bạn, bạn cứ nghĩ là sếp đi, nhưng thật ra là không. Bản thân của người đó sẽ muốn chúng ta trở nên tốt hơn, cho nên The Emperor thì cái sự hướng dẫn của người ta thì là có cái lòng, người ta lòng tốt quá, nhưng mà cái cách người ta thể hiện ra bên ngoài thì có thể là hơi nó nhìn vào thì có tưởng là người ta ghét mình, nhưng mà không phải. Thì đó là về tính chất The Emperor trong công việc ha. Còn nếu mà bạn hỏi về vấn đề tài chính mà ra The Emperor thì bạn sẽ giải như thế nào đây? Thì bạn biết rồi đó, với những cái keyword lúc nãy mình đưa cho bạn, thì The Emperor khi mà hỏi về tiền bạc thì giống như là đây là một lời cảnh báo nhiều hơn là dự đoán là sắp tới bạn có tiền hay không. Một lời cảnh báo là sao? Có nghĩa là bản thân bạn phải biết thu chi, kiểm soát tài chính, kiểm soát những cái nguồn thu vào, những nguồn chi ra. Tại vì sao? Tại vì The Emperor bạn biết là họ sắp xếp mọi thứ rất là quy luật và rất là kỷ luật, rất là chặt chẽ. Thì cái lá bài này nó khuyên chúng ta là ok, thời điểm này là thời điểm mà chúng ta phải nên xem xét về vấn đề tiền bạc của chúng ta. Có nghĩa là
thêm tiền thì có thể là không, nhưng mà nếu mà biết tiết kiệm để dư ra thì vẫn là có. À. Đấy, ví dụ như là mỗi tháng bạn thu nhập được 5 triệu, nhưng mà bạn chi này chi kia, rồi cuối tháng bạn chỉ còn dư lại 1 triệu thôi. Chẳng hạn là như vậy thì The Emperor nói là ok, cái nguồn thu nhập 5 triệu bạn nó không nhiều hơn đâu, nhưng mà nếu bạn biết cách thu chi thì cái số 1 triệu đó như lúc đầu là 1 triệu thì bây giờ có thể là lên 2 triệu chẳng hạn là như vậy. Cho nên The Emperor nó giống như một cái lời khuyên, một cái lời cảnh báo là nên xem xét lại những cái nguồn chi ra và những nguồn thu vào tài chính của bạn trong khoảng thời gian này bạn ha. Còn nếu mà hỏi về tình yêu, tình cảm thì như thế nào đây, thì bạn biết ở đó, nếu mà bạn đang chưa có mối quan hệ nào hết thì The Emperor nó thì nhờ cái việc mà ok, có thể là sắp tới bạn sẽ gặp được một người lớn tuổi hơn bạn. Lớn tuổi đây á, đó chính là nó không hẳn nha, không hẳn là lớn tuổi về tuổi tác ở bên ngoài, nhưng mà lớn đây là có thể lớn về bên trong tâm trí, lớn về sự trưởng thành, lớn về cái sự từng trải, lớn về kinh nghiệm. Có nghĩa là bạn có thể sắp tới bạn sẽ gặp được một người có cái sự gì đó kinh nghiệm hơn, mang tính chất là có kinh nghiệm trong cái chuyện tình cảm hơn, mang tính chất là sao bạn nghe nó hơi kỳ xíu, nhưng mà nó giống như cái việc đó chính là người ta sẽ nghiêm túc hơn với bạn, kiểu như sau khi mà người ta trải qua quá rất nhiều những cái mối tình mà nó không đâu đến đâu, thì bây giờ mối quan hệ sắp tới của bạn thì bạn và người đó sẽ nghiêm túc với bạn và xác định là một cái mối quan hệ lâu dài. Nhìn chung thì The Emperor hỏi về chuyện tình cảm sắp tới như thế nào, thì bạn sẽ gặp được một người họ sẽ nghiêm túc với bạn, họ sẽ muốn đi lâu dài với bạn và sẽ muốn có cái kết đẹp cho mối quan hệ này. Tại bạn biết The Emperor là vua đúng không, vua thì đâu có nào làm giỡn được, làm được phải làm cho tới cùng, cho nên là yêu cũng giống vậy thôi, thì yêu phải yêu cho tới cùng là đi đến hôn nhân chứ không phải là yêu chơi giỡn bạn ha. Thì The Emperor nói về vấn đề đó, đó chính là bạn chưa có mối quan hệ. Còn nếu mà bạn đã có một cái mối quan hệ rồi thì The Emperor nó lên như cái sự cảnh báo, có nghĩa là cái tôi của hai bạn đang quá lớn, những cái sự mà thái độ về cái cảm xúc của hai bạn vẫn chưa có control tốt, hai bạn vẫn chưa có kiểm soát tốt, cho nên là có khả năng là có thể là thời gian sắp tới hai bạn cũng sẽ có những cái cuộc xung đột này để kia, rồi nó dẫn đến những kết quả không ai mong muốn cả. Cho nên là The Emperor khi mà hỏi về trong chuyện tình cảm của hai người mà cả hai người đã đang bên cạnh nhau thì nó như một lời cảnh báo vậy đó. Cho nên là kiểu như cảnh báo những sự xung đột sắp tới có thể xảy ra, cảnh báo về những cái tôi lớn, cảnh báo về cái sự thái độ cả hai đang không biết kiểm soát. Nên là khi mà lên The Emperor thì để ý mối quan hệ của bạn nếu bạn đang trong một mối quan hệ ha. Thì hai cái nghĩa mà mình đưa cho bạn về vấn đề công việc, tài chính lẫn với tình cảm thì nó là cái nghĩa cơ bản. Thì các bạn nhớ giúp mình là hãy biết chuyển nghĩa ra những cái câu hỏi khác. Có nghĩa là chắc chắn Quỳnh thì sẽ không bao giờ hỏi bạn những cái câu quá cơ bản như là công việc sắp tới như thế nào. Có hỏi nhưng mà rất là ít, người ta sẽ thường hỏi những cái câu mà xoáy vào vấn đề của người ta. Mà lấy ví dụ, em ơi em coi thử giùm chị, sắp tới đồng nghiệp của chị có ghét chị không? Tại chị thấy đồng nghiệp của chị hơi sương si với chị. Bóc The Emperor thì sao bạn? Thì giống như lúc nãy trong công việc thôi, có nghĩa là ok, em thấy là có thể người này người ta thể hiện cái bên ngoài không tốt, nhưng mà bên trong người ta vẫn có cái cảm xúc với chị, vẫn quý mến chị, nhưng mà cái cách thể hiện của người ta bên ngoài và nó sẽ khiến cho chị cảm thấy là hiểu lầm là người ta ghét chị, nhưng mà không phải, đúng không? Đó là một cái câu chúng ta sẽ biết chuyển cái nghĩa từ nghĩa cơ bản sang một cái nghĩa cụ thể hơn. Thế ví dụ như một bạn đến hỏi bạn là anh ơi coi đi em có thích em không? Bóc The Emperor thì sao bạn? Có nghĩa là sao? Như lúc nãy giống như cái dòng suối sau lưng nè, có nghĩa là có tình cảm với bạn nhưng mà nó vẫn chưa có được nhiều, với lại bạn đó vẫn tỏ ra bên ngoài là không thích bạn, không có gì hết, nhưng mà bên trong bạn nó vẫn có thể là có cảm xúc với bạn, vẫn có cái gì đó mang tính chất là quý mến bạn một chút xíu nhưng mà không có dám thể hiện ở bên ngoài. Đấy, thì những cái câu hỏi tương tự thì bạn hãy dựa vào hai cái nghĩa cơ bản mình hướng dẫn cho các bạn, thì các bạn có thể giải bất kỳ câu nào cũng được. Và đó, các bạn có thấy nó đơn giản không? Chỉ là một cái giải cơ bản như vậy thôi mà chúng ta đã hiểu được tính chất của lá đề vơ rồi. Thì mình hy vọng là sau video này, khi mà bóc về đề vơ thì các bạn có thể giải hầu hết những cái câu hỏi mà cô Quỳnh đưa cho bạn, để bạn có thể tự tin hơn khi mà đi giải bài. Và ok, chắc là video đây là một video ngắn để mình hướng dẫn các bạn về quá trình học TOEFL thôi. Thì chắc là video tới đây cũng đã kết thúc rồi các bạn ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nha. Các bạn có nào thì cứ comment phía bên dưới, mình sẽ giải đáp và trả lời các bạn sớm nhất có thể nha. Và xin chào, hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.